Trong hai ngày 6 và 7 tháng 7 năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có Phó Vụ trưởng Vụ địa phương 2, Văn phòng Trung ương Hoàng Vĩnh Long, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương 8, Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Minh Tuấn, Hàm Vụ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Việt, Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn 8, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương Châu Văn Trưởng. Hội nghị lần 9 khóa 11 thảo luận cho ý kiến về các nội dung báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, báo cáo kết quả thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2022, tờ trình xin ý kiến đối với những nội dung chính của báo cáo giữa kỳ quy hoạch tỉnh Bến Tre, tờ trình xin chủ trương về xây dựng thành phố Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại 1 trước năm 2030, báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện chương trình số 14, nghị quyết số 05, đề án số 06, chương trình số 08, đề án số 01, nghị quyết số 07 và một số nội dung quan trọng khác. Có 58 ý kiến phát biểu tại tổ, 10 ý kiến phát biểu tại hội trường. Các ý kiến đóng góp, thảo luận, phân tích, làm rõ những nhận định, đánh giá về kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2022, cũng như các nội dung khác của hội nghị. Những nội dung nêu tại hội nghị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng hợp, giải trình, tiếp thu nghiêm túc và chỉ đạo nghiên cứu, bổ sung vào các văn bản hội nghị để chính thức ban hành và triển khai thực hiện. Phát biểu bế mạc hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đã làm rõ một số nội dung và khái quát tổng kết những kết quả, báo cáo tình hình kết quả thực hiện nghị quyết Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và báo cáo kết quả thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2022. Thảo luận cho ý kiến về các tờ trình xin ý kiến đối với những nội dung chính của báo cáo giữa kỳ quy hoạch tỉnh Bến Tre, xin chủ trương về xây dựng thành phố Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại 1 trước năm 2030. Thảo luận cho ý kiến về các báo cáo sơ kết định kỳ thực hiện các văn bản cụ thể hóa nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 11. Thưa các đồng chí, hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 11 đã thành công tốt đẹp. Công việc của chúng ta là phải lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khẩn trương, quyết liệt, thực sự và rất cụ thể để thực hiện được các mục tiêu và chỉ tiêu chúng ta đã nêu ra trong nghị quyết tỉnh ủy của năm 2022 cũng như là của cả nhiệm kỳ này. Nhiệm vụ của chúng ta là rất lớn và rất nặng nề. Tôi xin nêu lại lời nói của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước khi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào cuối tuần trước. Đó là Bến Tre phải làm gì để thoát khỏi vị trí top cuối của các tỉnh, thành phố ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng như của cả nước. Đây là điều trăn trở đối với tập thể Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và với mỗi chúng ta, với trách nhiệm của các đồng chí trong tỉnh ủy, của lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương theo chức trách nhiệm vụ của mình. Tập thể cấp ủy và mỗi chúng ta cần phải tập trung cao độ, phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, phải quyết tâm chính trị cao nhất, phải thực sự quyết liệt hơn nữa, nỗ lực làm việc nhiều hơn nữa và với tinh thần tiến công hơn nữa và bằng các giải pháp, biện pháp rất cụ thể nhằm tận dụng tối đa, khai thác triệt để mọi thời cơ, cơ hội phát triển của tỉnh, vượt qua được những khó khăn, thách thức, tiến về phía trước và đạt kết quả cao nhất trong xây dựng và phát triển tỉnh Bến Tre của chúng ta. Trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 11, Ban tổ chức Tỉnh ủy Bến Tre đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập gồm 15 thành viên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, trưởng ban và 5 phó trưởng ban gồm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng ban nội chính tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, đồng thời là Chánh thanh tra tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh. Ban nội chính tỉnh ủy là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, hoạt động có con dấu riêng và sử dụng tài khoản của văn phòng tỉnh ủy để phục vụ công tác. Đồng thời, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Bến Tre cũng đã công khai số điện thoại đường dây nóng của Ban chỉ đạo là 02753 663 999.